Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại Full Looking ngày hôm nay. Hôm nay sẽ lại là một video mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn có niềm đam mê đi phượt, về những cái kinh nghiệm đi phượt của mình nha. Thì chủ đề ngày hôm nay sẽ là mũ bảo hiểm anh em ạ. Hôm nay mời về chương trình chúng ta có một chuyên gia chuyên nhảy mũ từ phố cổ anh em ạ. Và các bạn cận đây, như các bạn thấy nhá, đây là năm các loại mũ mà phổ biến nhất hiện nay, dành cho tất cả các ninja lead, tour thủ, phượt thủ là đều sử dụng quanh quẩn 5 loại này thôi. Thì hôm nay mình cũng nhờ chuyên gia này là nhảy 5 cái mũ trên hạc trống về đây review cho anh em. Đó, thì đâu, mời chuyên gia nào. Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đã nhảy được 5 cái mũ này thì mình muốn gọi là review cho các bạn. Đầu tiên là chúng ta đến với cái mũ phổ thông nhất mà ngoài đường mình thấy mọi người hay dùng nhất, đó là mũ chống đối công an và mũ giấy. Giá thành của nó từ dao động khoảng từ 30.000 đến 50.000 tùy loại. Còn tác dụng của nó là có thể che nắng, chống đối công an. Còn tác hại của cái mũ này, theo bản thân mình chia sẻ thì mình thấy tác hại của nó quá lớn. Nếu mà trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông, nó không chống đỡ được một tí nào trên cơ thể hết. Về phần mặt này, về phần gáy này, rất là nguy hiểm. Thậm chí là cái nhựa này rất là đẻo luôn. Khi nó vỡ ra, nó còn có thể bắn vào người mình. Hơn nữa là mũ này mình thấy là nó cũng không có cái lớp đệm nó không trong có cái gì, cho nên là rất là nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta mà gặp tai nạn mà ngã thì thực sự là nguy hiểm đối với phần đầu. Đây các bạn thử, đây là để tay mình không đi nhá. Thử đặt tay rồi. Đau luôn. Nếu mà là phần đầu của mình thì chắc là chấn thương sọ não rồi đấy nhỉ. Theo ý kiến cá nhân của mình ấy, thì các bạn đi phượt không nên sử dụng mũ này. Và thậm chí là đi tham gia giao thông cũng không nên sử dụng mũ này. Tiếp theo là đến mũ nửa đầu. Mình thấy là mũ nửa đầu ấy thì nó chỉ hơn mũ kia một tí là có lớp đệm, và nhựa thì là nhựa ABS. Còn nó cũng không thể bảo vệ được phần gáy và phần mặt của mình. Đội thử cho các bạn xem để các bạn hình dung này. Trong trường hợp mà ngã, đập vào đâu nhỉ? Không thể bảo vệ được phần gáy và phần mặt của mình. Giá dao động thì khoảng từ 150 đổ lên. Thực ra mình thấy cái mũ này ấy, chỉ để tham gia giao thông cho các bạn chấp hành luật cho nó đúng thôi, chứ các bạn cũng không nên đội đi phượt. Tiếp theo, mình đến với mũ 3/4. Về phần tác dụng của nó nhá, nó có thể giữ ấm tai, bảo vệ phần gáy, bảo vệ phần đầu. Nhưng mà nó vẫn có một cái nhược điểm là không có cằm để bảo vệ. Nhưng chiếc mũ mà không có kính ấy thì nó sẽ không bảo vệ được cả phần mắt. Nếu mà các bạn chọn mũ 3/4 ấy thì tốt nhất nên chọn những loại có kính để bảo vệ mắt. Còn theo cá nhân mình thấy thì mũ này đi phượt cũng được, khá là hợp lý. Nhưng nếu mà mình đi những quãng đường mà dài và nguy hiểm ấy, có khả năng xảy ra tai nạn, hay là mình muốn bảo vệ hơn cho bản thân mình ấy, thì mình hãy đến với chiếc mũ full face. Và chúng ta đến với chiếc mũ tiếp theo, chiếc mũ full face, chiếc mũ khá là yêu thích của mình. Chiếc mũ này mình sẽ nói về cái ưu điểm của nó trước nhá. Có thể bảo vệ phần cằm, phần gáy và phần đầu. Bảo vệ được phần mắt để tránh côn trùng bay vào mặt và bụi đường bay vào mặt. Mình đi mùa đông thì sẽ giữ ấm tai và giữ ấm cổ. Còn khi mình đi mùa hè thì sẽ tránh được cái khí nắng phả thẳng vào mặt này. Nhưng mà về cái nhược điểm của nó ấy, thì đầu tiên là giá chát. Khá là chát so với một chiếc mũ bình thường, là cồng kềnh. Ví dụ để so sánh với một chiếc mũ nửa đầu này, thì các bạn nhìn này, nó phải to gấp 3 lần mũ nửa đầu. Và một khuyết điểm nữa thì là cái mũ full face này tầm nhìn khá là hạn chế. Nó không thể được có tầm nhìn lớn như mũ nửa đầu này, mũ 3/4 này. Đó. Còn để mà nói thì mũ full face vẫn là cái lựa chọn tốt nhất của mình khi đi phượt. Tiếp theo, mình đến với chiếc mũ mỏ gà. Chưa các bạn thì thôi. Mũ dành cho xe địa hình cao cao. Về ưu điểm của nó ấy,
thì là có cái màu gà này, che nắng, che mưa. Nhưng về nhược điểm thì khi mình chạy với tốc độ cao nó sẽ bị lật mũ này. Đó, mũ cào cào thì nó cũng gần giống với mũ full face, nhưng về cái cằm nó sẽ rộng hơn để bảo vệ phần cằm của mình tốt hơn. Phần gáy cũng thế này. Mũ cào cào thì thường có hai loại, một loại là kính liền, một loại là kính rời. Nếu mà các bạn mà chọn để đi phượt ấy, đường dài ấy, đi tour các thứ ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên chọn kính liền. Còn với những anh em mà mình biết là hay đi kiểu đi rừng đi rú ấy, thì hay chọn kính rời để lúc tháo ra nó dễ dàng hơn và nó không bị xước kính. Mà nói đến kính mình mới nhớ, tiếp theo mình sẽ nói về cái độ quan trọng của kính mũ bảo hiểm khi các bạn đi phượt. Và phần tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn một số cái kinh nghiệm khi mà chúng ta chọn kính dành cho mũ bảo hiểm để có thể chạy xe. Lúc nãy thì ông bạn mình đã chia sẻ với tất cả các bạn về cái kinh nghiệm chọn loại mũ gì khi mà chúng ta đi phượt. Thì chung quy lại thì mình thấy là chúng ta chỉ nên lựa chọn hai loại mũ duy nhất. Đấy là mũ 3/4 và mũ full face. Và cái mũ mỏ gà đấy là mũ dành cho các anh em rừng rú vậy thì không tính rồi. Thì đây là hai loại mũ mình thấy là phù hợp nhất để cho chúng ta đi phượt chạy đường dài. Nó vừa đảm bảo tính an toàn khi mà chúng ta gặp tai nạn, thứ hai là vẫn có thể đảm bảo độ cool ngầu cho tất cả các bạn, cũng khá là đẹp đúng không ạ? Đối với bản thân mình thì mình đã trải qua khá là nhiều những dòng kính khác nhau, như là kính chạm gương, kính bảy màu, kính vàng, kính trắng, kính dâm. Đến hiện tại thì mình thấy là chỉ có hai loại kính có thể đáp ứng tốt cho các bạn về cái điều kiện, đấy là đi nắng cũng như là đi ban đêm trùng lóa đó. Đó là cái kính màu vàng và kính tối màu. Đây, kính tối màu như mình đang sử dụng đây các bạn. Cái kính tối màu này thì nó không phải là kính dâm nha các bạn, tức là nó ở giữa mức dâm và trong. Nếu mà những bạn nào mà có điều kiện thì có thể tìm hiểu một số loại kính được thiết kế đặc biệt dành cho đi đêm trùng lóa, hay là dành cho ban ngày trời nắng chống tia UV, tia cực tím các thứ. Nhưng mà những loại kính đấy thì thường là sẽ có giá chát hơn so với những loại kính thông thường nha. Phần tiếp theo đấy là cái việc vệ sinh mũ các bạn ạ. Đây là một cái việc mình nghĩ là chúng ta nên biết nếu mà chúng ta muốn đảm bảo kính của chúng ta luôn sạch sẽ và bền. Mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn giống mình, đấy là ngày xưa ấy, mũ của chúng ta tuy là giữ rất cẩn thận, cũng vệ sinh sạch sẽ, không hề có một vật gì chạm vào mũ. Tuy nhiên sau một thời gian thì mình vẫn thấy là mũ của chúng ta bị ố này, hay là bị xước, cũng không ai biết lý do vì sao. Nhưng mà đến thời hiện tại mình phát hiện ra rằng chính bụi bẩn và những cái kỹ thuật mà chúng ta vệ sinh không đúng cách ấy, đấy là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến kính của chúng ta bị ố và không còn được trong nữa. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách của mình như này này. Sau khi mà mũ của chúng ta bị bẩn ấy, thì mình nghĩ là công việc đầu tiên của chúng ta nên làm đấy là dội một chút nước lên bề mặt kính để cho nước cuốn trôi đi những cái hạt cát, hạt bụi to đọng trên bề mặt kính. Sau đó chúng ta mới sử dụng khăn ẩm và lau thật nhẹ nhàng bên ngoài và bên trong, và cuối cùng mới là sử dụng khăn khô để có thể lau lần cuối. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cách là sử dụng xịt kính, nước xịt kính để có thể lau trên bề mặt kính này, thì mình thấy có thể rất là tốt, sẽ giúp cho kính luôn trong suốt luôn. Kế tiếp đấy là cái việc chọn màu mũ thế nào để phù hợp. Thì theo mình thấy thì cái này thì là theo phong cách của từng bạn thôi, sở thích của từng người thôi. Nhưng mà mình vẫn có một số cái tiêu chí để giúp các bạn có thể lựa chọn mũ bảo hiểm đi phượt. Ví dụ như là màu sắc sặc sỡ này, hay là trên mũ được gắn những cái tấm phản quang, những cái rãnh nhỏ phản quang. Thì những cái điều này sẽ giúp chúng ta như sau. Ví dụ như là kính mũ của các bạn màu sắc rực rỡ ấy, như là màu đỏ, màu vàng, thì sẽ giúp cho các đồng đội của chúng ta trên đường dễ nhận biết và sát cánh chúng ta dễ dàng hơn này. Hơn nữa thì những chiếc mũ mà được gắn những tấm phản quang ấy, những đường rãnh phản quang, thì sẽ giúp cho các bạn
nói sao nhỉ, an toàn hơn khi mà đi đêm. Phần cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn đấy là cái kinh nghiệm chọn size mũ của mình. Về cái việc mà chọn đối với cái mũ mà mũ giấy hay là mũ nửa đầu ấy thì chắc chắn là các bạn phải chọn mũ vừa khít đầu ấy. Bởi vì mấy cái mũ đấy nó chỉ ôm trọn cái phần trên ấy, thì chắc chắn là phải vừa khít đầu để tạo ra một được cái độ chắc chắn nhất định. Tuy nhiên ấy, đối với mũ 3/4 và mũ full face thì mình theo như mình thấy thì các bạn nên chọn mũ nên rộng hơn một chút so với size đầu. Đấy nhá, ví dụ như này. Đối với mũ 3/4 nhá, khi mà các bạn đội lên đầu như này nhá thì các bạn đưa một ngón tay các bạn thọc vào phần mang tay đưa lên này. Nếu mà các bạn thấy nó thoải mái, rút ra thoải mái thì đây chính là một cái size mũ phù hợp với đầu của bạn. Bởi vì là chúng ta không nên chọn size mũ mà nó ôm đầu quá, vừa đầu khít quá, bởi vì là sẽ khá là khó chịu, chật chội, nó không hề thoải mái khi mà các bạn đi vào mùa đời hè đâu, khá là nắng bức bí bách. Hơn nữa là sẽ khó cho chúng ta có thể đội trong trường hợp mà các bạn mặc áo mưa ấy, các bạn có cái mũ áo mưa các bạn trùm lên ấy để phòng tránh nước chảy vào cổ vào người ấy, thì các bạn thường đội là như vậy. Sau đó ngày cùng các bạn mới đội mũ bảo hiểm lên ấy, thì đối với những cái chiếc mũ mà khít đầu ấy, thì sẽ khó làm việc đó. Đó, chỉ vậy thôi. Còn gì chia sẻ không nhỉ? Nếu mà các bạn còn câu hỏi gì thắc mắc về cách lựa chọn mũ như nào ấy thì các bạn nhớ comment phía bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn ở những video tiếp theo. Thế thôi, nếu mà bạn nào mua mũ thì liên hệ bạn này nhé. Và phần chia sẻ kinh nghiệm chọn mũ đến đây là kết thúc. Nếu mà anh em thích những video chia sẻ về kinh nghiệm đi phượt của bọn mình thì đừng quên like, share và đăng ký kênh nhá, ủng hộ bọn mình ra những video tiếp theo. Bây giờ xin chào tất cả các bạn ở những chuyến đi tiếp theo. Bye. Xin chào các bạn. Bye. Hôm nay là mình kết thúc bán mũ dạo đây, nhưng có mua mũ không đây? Có ạ, đặt hàng nhá. Đặt hàng rồi, thế chuyển khoản nhá. Nếu mà các bạn nào muốn mua mũ thì có thể tới số tài khoản của mình.